thân thiết khi Ngự Giao ký chiếu, Phan Lịch tại Nhật Ba và Nhậm Gia Luân giờ đây lại quay ra chiến nhau. Từng có thời điểm thân thiết nhưng fan hai nhà Địch Đại Nhật Ba và Nhậm Gia Luân giờ đây lại tranh cãi vì vấn đề phiền vị. Có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong hai phần phim Ngự Giao Kỳ, cặp đôi Địch Đại Nhật Ba và Nhậm Gia Luân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Trong suốt thời gian Ngự Giao Kỳ lên sóng, cộng đồng người hâm mộ của cả hai cũng tỏ ra đặc biệt thân thiết, cùng nhau ủng hộ thần tượng. Thế nhưng mới đây giữa hai nhà bất ngờ xảy ra tranh cãi liên quan tới vấn đề phiền vị. Cụ thể vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Phan Nhậm Gia Luân và Địch Đại Nhật Ba đã công kích nhau trên mạng xã hội Weibo trong tang liên quan tới vấn đề nhị phiên. Ngay sau khi xuất hiện, tang này đã neo vị trí thứ hai hot search dù trước đó đã bị xóa một lần. Được biết phía Phan Nhậm Gia Luân cho rằng diễn xuất của Nhật Ba trong lệ câu chuyện quá tệ hại, vừa đơ cứng vừa thiếu tự nhiên, đến không thể chấp nhận được. Bộ phận fan này sau đó còn mỉa mai Vân Hợp của bộ phim Trường Ca Hành do Địch Đại Nhật Ba đóng chính, mỉa mai cả Ngự Giao Ký. Phía fan Địch Đại Nhật Ba cũng chẳng hề kém cạnh khi chê bai Nhậm Gia Luân không dám dùng giọng gốc, lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi sử dụng thủ thuật khi đóng phim, lôi thành tích phim cũ của Nhậm Gia Luân ra điểm mỉa mai nam diễn viên bất tài. Một số bình luận như sau: nhà nào hợp tác với nhau xong đều quay lại chiến nhau, nói thật chứ chỉ khổ idol thôi. Sướng miệng fan nhưng khổ idol, mối quan hệ đang tốt đẹp thì tự nhiên bị ảnh hưởng. Cả hai nhà có ai vừa đâu, rõ Địch Đại Nhật Ba diễn dở hơn hẳn, nhưng mà vẫn thấy lưu lượng của Nhậm Gia Luân kém hơn nên cũng bằng hòa. Fan nhà nào đông thì thắng thôi, chứ bàn về diễn xuất cả hai tệ như nhau. Hiện cuộc tranh cãi chưa phân định thắng thua, song nhiều khán giả cho rằng việc tranh cãi phiên vị hay diễn xuất của các cặp đôi từng hợp tác diễn ra khá thường xuyên nên có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thần tượng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!